Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái mạch cầu hắt từ điện áp 310V, nó sẽ ra được cái điện áp là 220V xoay chiều để chúng ta có thể sử dụng được những cái động cơ xoay chiều 50 Hz. Thì cái mạch này nó sẽ được ứng dụng trong những cái mạch kích điện. Thì ở đây mình đang có một cái mạch kích điện này, thì cái mạch này nó cũng mất cái con phét ở cái cầu hắt rồi, và đây là bốn con mốt phét của cái cầu hắt này, và tương tự ở những cái sơ đồ như thế này là bốn con mốt phét kênh N. Thì cái mạch này, cái IC driver nó của nó là con IC TL494, và cái mạch nó tích hợp lên cả một cái bo nhỏ nhỏ như thế này, nó nhìn việc điều khiển cái cầu hắt ở đây thôi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái nguyên lý hoạt động của cái mạch cầu hắt này. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy được là ở đây chúng ta sẽ có bốn con mốt phét kênh N. Chúng ta có thể dùng con mốt phét 740 hoặc là những cái con mốt phét cao áp như 460 vân vân. Tất cả kênh N nhé, và nó được mắc theo cái kiểu dạng cầu hắt này, tại vì khi mà vẽ đơn giản thì nó sẽ ra thành cái hình chữ hắt như thế này. Đấy. Đầu tiên thì cái con mình sẽ nói cái con MOSFET ở nối lên dương đi, hai con MOSFET ở dương nguồn thì cái nhân đề của nó sẽ được nối hết lên phần dương 310V. Thì nó sẽ được lái qua một con PC817 này để cách ly cái nhân G của nó, để nó có thể lấy được cái điện áp từ cái tụ bót giáp này để có thể lái được cho cái con MOSFET nhá, N này. Hiện tại sao lại phải có một cái con tụ MOS giáp và diode ở đây? Thì để lái được cái con MOSFET này thì chúng ta sẽ cần có một cái điện áp âm ở nhân E, à, nhân này là nhân S nhé, và nhân G, và nó phải có một cái điện áp ở giữa nhân S và nhân G này thì nó mới lái được. Nó lợi dụng cái điện áp 0V, khi mà ví dụ ở đây là con này nó đóng đi, khi mà nó đóng thì nó sẽ đóng con này và con này, nó cùng có ký hiệu là xung một này. Ví dụ hai con này nó đóng thì điện áp âm nó sẽ đi qua cái con MOSFET này, đi qua động cơ, và điểm âm nó sẽ ở phần âm tụ này, và phần dương tụ nó sẽ được nắn qua một cái con diode 1N4007 đó, và nó sẽ tạo ra một cái điện áp dương 12V ở đây, và nó sẽ cấp vào nhân C và con tụ thông qua một con điện trở 10K này, nó sẽ cấp vào cái nhân C của con PC817 này. Và khi mà nó đóng nhân số 1 thì con led phát quang ở đây nó đưa ra cái tín hiệu làm cho cái mối CE của cái con PC817 này nó dẫn, đây nhân này là nhân E nhé, nó dẫn từ C sang E, và nó sẽ dẫn cái điện áp dương vào nhân G này, thì con MOSFET này nó mới đóng được. Đó là cái tác dụng của cái tụ bót nháp. Nếu mà các bạn không lắp cái tụ bót nháp này vào ấy thì cái con MOSFET này nó không dẫn được đâu, tại vì nó không có cái điện áp so với lại nhân S này, tại vì lúc này nhân S nó không được nối với chỗ 0V, mà điện áp 0V thì nó sẽ hoạt động theo kiểu là một bên này, hai con này
bật thì hai con này sẽ tắt. Tổng điện nó khi mà hai con này bật thì nó sẽ đi qua con MOSFET thứ nhất này, đi qua động cơ, đi qua con MOSFET thứ tư và đi xuống 0V. Và chu kỳ tiếp theo thì hai con này nó sẽ tắt và hai con này sẽ bật, thì điện áp nó lại đi từ con này đi qua động cơ và đi qua con này xuống mát. Động cơ luân phiên đảo nhau như vậy thì nó sẽ ra được một cái điện áp tầm 220V ở cái động cơ này. Thì 310V chúng ta chỉ việc chia cho căn 2 là ra cái điện áp rơi ở hai đầu điện áp ra này. Thì để cấp cái xung vào cho cái cầu H này, chúng ta có thể dùng bất kỳ một cái mạch PWM nào để tạo ra được hai cái xung ngược nhau với lại tần số 50 Hz hoặc 60 Hz tùy các bạn. Thì mình có một cái mạch tạo xung dùng con ICK3525 này thì mình cũng đã nói ở video trước rồi, thì nó tạo ra được hai cái xung ngược nhau. Thì các bạn chỉnh cho nó đúng 50 Hz là được, 50 hoặc 60 Hz, có thể hơn. Nó giống như kiểu biến tần, các bạn có thể đổi tần số của nó cũng được. Và cái xung dạng xung ra thì nó sẽ là xung vuông nhé. Tại vì cái mạch này nó, cái con PC817 nó lái tốc độ không cao nên là nó không băm được cái xung sin ra đâu. Và các bạn không được cấp cái điện áp 6 sin vào cái mạch này nhé. Thì cái mạch này nó không chạy đâu. Tại vì cái điện áp sin xoay chiều ấy là nó sẽ phá hỏng cái, không, nó cũng không hỏng được cái này đâu, nhưng mà nó sẽ không lái được đó. Vậy nên chúng ta phải dùng cái điện áp DC 50 Hz thì mới có thể lái được cho cái cầu H này. Ok, vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn một cái mạch cầu H đơn giản. Chúng ta có thể băm điện áp 310V ra cái điện áp 220V xoay chiều để có thể sử dụng cho điện lưới. Nếu mà các bạn thấy hay thì có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.